Chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã từng nghe tới chiếc ổ điện khá nổi tiếng ISO 36 Ancha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm một chiếc ổ điện tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Trong quá trình viết bài đánh giá về nguồn máy tính, mình nhận thấy rằng bộ lọc nguồn trong những bộ nguồn máy tính tốt khá tương đồng với chiếc ổ điện ISO 36 Ancha như khả năng chống sét, nặc nhiễu, chống quá dòng. Ở đây mình chia sẻ với các bạn hai cách. Cách 1, đơn giản nhất như ở phần đầu clip mình thực hiện, bạn chỉ cần tìm một chiếc nguồn máy tính cũ và lấy phần lọc nguồn của nó. Phần lọc nguồn sẽ luôn kết thúc ở cầu diode, bạn sẽ loại bỏ diode, hàn dây từ phần ký hiệu xoay chiều trên chỗ diode bị loại và gắn chúng vào ổ điện của bạn. Cách 2, cách này dành cho các bạn tìm được vài bộ nguồn máy tính mà nó không đủ tốt, bởi một chiếc nguồn máy tính không tốt, chúng sẽ thiếu một vài linh kiện ở mạch lọc ban đầu và cơ bản nhất là thiếu trở MOV, bởi vậy chúng ta sẽ cần nhiều nguồn máy tính hơn để có đủ linh kiện cần thiết và thiết kế mạch theo sơ đồ ở cuối clip. Mình có minh họa bằng hình ảnh khá rõ. Các thành phần bị thiếu như là trở MOV, tụ điện các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ở các thiết bị điện tử như là TV cũ, màn hình máy tính. Hoặc các bạn có thể mua chúng trên AliExpress với giá rất rẻ. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công.